đăng ký visa của mình thôi. Thì anh khi nào anh em á, anh em phải nhấn vào cái chuông nha, để được thông báo nha. Đó, nhưng nhớ cái chuyện để nhận được thông báo nha. Để tiếp tục, mà bạn nào mà mới là người xem video này, anh em nhớ nhấn like, subscribe, share cho mình nhá. Có cái phần trăm nhiều quá, anh em nhớ nhá. Ok, các bạn trong bộ đã đến cho mình và mình là DN. Và thì hôm nay mình cũng sẽ chơi anh biết rồi ha. Thì vẫn là chơi Hero MC đó. Sự bình thường mình muốn là Hero MC lắm nhưng mà không được. Thôi, bởi vì mình chơi Teenager để chấp nhận vậy đi. Bây giờ mình sẽ qua cái này ra. Hai đợt mình chơi đó, lệ vừa lúc đầu cái lên sắc bén luôn. Bây giờ mình qua tim đỏ luôn nhỉ, đỡ ra rồi mà tim cũng mất rồi mà nên mình sẽ tim qua tim gì đây, trắng không, trắng không ba. Bây giờ mình sẽ có tính tím ạ. Không, tím mất rồi. Có tính vàng vẫn là tốt nhất rồi. Cái này cũng không tốt lắm đâu. Để mình xem nè. Có tên vàng. Ồ. Ôi, thật ngon. No. Này là mình đang nhấn liên tục ấy. Mình đang nhấn giữ luôn, đây giữ. Watch out. Bây giờ mình sẽ xem. Ghê chưa? Ghê chứ, xả ghê. Thế bây giờ mình sẽ thể hiện cho anh xem. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Không, có bắt đầu lắm.
Chết đại. Mình bật tắt cái feeder coi để xem có tối hay không, chứ lúc nãy mình thấy tối. Nãy nhìn hiện là thấy tối thì nhớ lại. Nhưng cứ tưởng tối ai ngờ ở bên trong nhà đã tối. Bây giờ mình pro rồi. Hỏi đi vô. Thank you.
thật đấy. Bây giờ mình sẽ thể hiện một pha cho anh. Chuyện này mình không thể hiện, chán cực. Đây là gun apple anh. Đối với mình đây là cái gun apple. Bây giờ mình ui, quá đau quá. Làm nó to. Anh nhìn mình à. Watch out, watch out, watch out. Giờ mét mùi sơn. Ây, chạy đâu ạ? Ui, ôi. Con gì nữa đâu là vui nhở anh em nhở, đúng không? Con gì nữa đâu mà vui, nhưng mà nhiều nhịn nó một vài giây thôi, bây giờ không nhiều nhịn nữa đâu. Anh em nhìn ra mét mười phân mùa phân của mình nè. Ôi tất tức cả mình đã. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình đang quay cái kiểu khác anh. Đây bây giờ mình đã pro rồi, The Dream mà sẽ không pro rồi nha. Anh em nhìn tên thằng kia là biết hát đúng không? UTK hát. Tên hồng hình như cũng pro đây anh. Ăn cá vàng vậy. Đã biết nhiều nàng có đây nha bạn. Chán quá. Đây bây giờ mình bước qua phần bài này coi. Vào đi. Lâu với anh không có phần nào đâu. Lớp 5 á. Lớp 5 sao? Lớp 5. Mô còn lớp 2, 2, 2, đứa mày thì. Mày sẽ dùng. Đây là khi mình sẽ lít nhanh đấy. Không phải. Đây mới được. Anh và mình sẽ bật hình dạng đẹp đi luôn nè. Dream. Hả? Xuất phát.
mình cứ từ lúc đó mình thể hiện được rồi ấy, mình thể hiện ai ngờ. Cái thực sự nghe. Wow, chưa khi gặp chưa. Bây giờ mình sẽ thể hiện. Còn đúng bậc ngã cơ. Sao mình lại thể hiện ngay vào giờ này vậy? Mình đang ở đâu ấy nhỉ? Tại sao mình lại thể hiện ngay vào giờ này? Tao theo được. Ui dồi, giật hết cả mình. Bây giờ tim tím, tim vàng và tim sáng hơi dần cho qua tim sáng. Để đang bụng qua tim sáng mà nhìn thấy tim sáng mất dừa là mình thấy không muốn qua nữa rồi đó. Block crash. Block giúp mình sống sót. Cái gì mình lại ra à? Mà ta dân chơi người ta phải chơi như này. Đấy, dân chơi là phải chơi như này. Ta lục qua đi. Mình lại thiết tha cái đường quá anh em ạ. Boom. Ok, nói chung thằng Lục bỏ cái giường của nó lại một mình. Lục kêu nghèo nàn. Sao Lục về nhà nhanh thế nhỉ? Quay lại tinh thần hồi dễ dãi. Amen luôn. Ui. Đờ mớ. Lại lại rồi. Cày thực sự ấy. Cái video đây cũng là kết thúc rồi. Ở video này mình ghép hơi bị nhiều cái meme vào đấy. Ok, tạm biệt anh em những video tiếp theo. Bye bye.